chương 2 Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galile và mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Đức Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với Ngài rằng, Người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, Hỏi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng, người biểu chi hãy vâng theo cả vả tại đó có sáu cái ché đá định dùng về sự rửa sạch cho người Juda mỗi cái chứa hai ba lượng nước đức chúa giêsu biểu họ rằng hãy đổ nước đầy những ché này thì họ đổ đầy tới miệng ngài bèn phán rằng bây giờ hãy múc đi đem cho kẻ coi tiệc họ bèn đem cho lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu vả người không biết rượu này đến bởi đâu còn những kẻ hậu bàn có múc nước thì biết rõ bèn gọi chàng rể mà nói rằng mọi người đều đãi rượu ngon trước sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa còn ngươi ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ ấy là tại cana trong xứ galile mà đức chúa giêsu làm phép lạ là thứ nhất và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy môn đồ bèn tin ngài sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Naum, và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. Lễ vượt qua của dân Juda hầu đến, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, buộc câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bệnh một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vải tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng, Sự sốt sắng về nhà chúa tiêu nuốt tôi. Các người vũ đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng, Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa giêsu đáp rằng, Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại. Người vũ Đa lại nói, người ta xây đền thờ này mất 46 năm mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy, sau khi Ngài được từ cái chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó thì tin kinh thánh và lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Đang lúc Ngài ở thành Jerusalem để dự lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ là Ngài làm thì tin danh Ngài nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong ừ. lòng của người ta. Khi Chúa đã hay rằng người pha ri si có nghe đồ Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn giăng, Kỳ thật không phải chính Đức Chúa Giêsu làm phép báp têm nhưng là môn đồ Ngài. Thì Ngài lìa xứ giu đê trở về xứ Galilee. Và Ngài phải đi ngang qua xứ Samari vậy ngài đến một thành thuộc về xứ samari gọi là Sikha, gần đồng ruộng mà cốp cho joseph là con mình tại đó có cái giếng cốp. nhưng đi đàn mỏi mệt đức chúa giê xu ngồi gần bên giếng bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu một người đàn bà samari đến múc nước đức chúa giê xu phán rằng hãy cho ta uống vì môn đồ ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn người đàn bà samari thưa rằng Ủa kìa, ông là người Juda mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Juda chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Thì Chúa Giêsu đáp rằng, Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, hỏi Chúa, Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy tổ phụ chúng tôi là gia cốp để giếng này lại cho chúng tôi chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa vậy chúa há lớn hơn gia cốp sao chúa giê đáp rằng phàm ai uống nước này vẫn còn khác mãi nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời người đàn bà thưa lại Chúa, xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng, tôi không có chồng. Đức Chúa Giêsu lại phán, ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có năm đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Juda lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem. Đức Chúa Giêsu phán rằng, Hỏi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến, khi các ngươi thờ lại cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Juda mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Messi nghĩa là đấng Chris phải đến. Khi Ngài đã đến sẽ giao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta người đang nói với người đây chính là đấng đó. Khi đó môn đồ tới đều sững sờ về ngài nói với một người đàn bà, nhưng chẳng ai hỏi rằng thầy hỏi người ấy điều chi hay là sao thầy nói với người. Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành nói với người tại đó rằng, hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ý chẳng phải là đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu. Song le môn đồ nài nỉ một bên ngài mà rằng: "Thưa thầy, xin hãy ăn." Ngài đáp rằng: "Ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết." Vậy môn đồ nói với nhau rằng: "Có ai đã đem chi cho thầy ăn chăng?" Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến và làm trọn công việc ngài." các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gạt sao song ta nói với các ngươi hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gạt con gạt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời hầu cho người gieo giống và con gạt được cùng nhau vui vẻ vì đây người ta có thể nói rằng người này thì gieo người kia thì gạt là rất phải ta đã sai các ngươi gạt nơi mình không làm kẻ khác đã làm còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ có nhiều người samari ở thành đó tin ngài vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về ngài mà rằng ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm vậy các người samari đã đến cùng ngài xin ngài vào trọ nơi mình ngài bèn ở lại đó hai ngày khi đã nghe lời ngài rồi người tin ngài càng đông hơn nữa họ nói với người đàn bà rằng ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu. Vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Khỏi hai ngày ấy, Đức Chúa Giêsu từ đó đi qua xứ Galilee, vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình. Khi đã đến xứ Galile, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Jerusalem trong ngày lễ, vì họ cũng có đi dự lễ. Vậy, Ngài lại đến thành Cana, trong xứ Galilee là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Capenaum có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bệnh. Quan đó nghe Đức Chúa Giêsu đã từ xứ Jude đến xứ Galilee bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ thì các ngươi chẳng tin quan thị vệ trả lời rằng, Lại Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi, con của người sống. Người đó tin lời Đức Chúa Giêsu đã phán cho mình, bèn đi. Người đang đi dọc đàn, các đầy tớ người đến đón mà rằng, con trai chủ sống. Người bèn hỏi họ con trai mình đã thấy khá nhầm giờ nào. Họ trả lời, bữa qua, hồi giờ thứ bảy, cơn rét lui khỏi. Người cha nhận biết rằng, ấy là chính giờ đó, Đức Chúa Giêsu đã phán cùng mình rằng, con của ngươi sống, thì ngươi với cả nhà đều tin. Ấy là phép lạ thứ hai mà Đức Chúa Giêsu đã làm khi Ngài từ xứ giu trở về xứ Galilee.